cá nuôi hồ ở Quy Nhơn chết trắng khắp nơi, tin từ Bình Định. Chủ các ao hồ nuôi cá của thành phố Quy Nhơn có diện tích tổng cộng hàng trăm hecta đang khóc không thành tiếng vì cá đột ngột chết nổi trắng mặt nước. Hiện nay, người ta vẫn chưa xác định được nguyên nhân làm cá chết. Báo Dân Chí cho biết, sự kiện cá chết trắng mật hồ xuất hiện sáng ngày 29 tháng 12 từ hai phường Nhân Phú và Quang Trung thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Hầu hết các hồ dùng nước mưa, nước ao hồ thiên nhiên để nuôi các loại cá được ưa chuộng như cá rô phi, cá đối, cá măng cũng theo báo dân trí có ít nhất vài tấn cá chết trắng mặt ao hồ từ sáng ngày 29 tháng 12 có nơi cá chết bốc mùi hôi thối rất khó chịu rất nhiều người dân địa phương bu vớ đến để vớt cá chết xình đổ lên bờ sau đó đưa về nhà làm phân bón cây trồng một người dân cho biết cá chết xình thối nhanh quá vớt còn không kịp nên cá chết hàng loạt làm sao trở tay cho kịp tại phường Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn, người dân cho rằng các nhà máy chung quanh đã đổ nước thải ra khu vực ao hồ lân cận, làm cá chết trắng. Một ao nuôi tôm mà người chủ vừa thả khoảng 20 triệu con giống nay đã được một tháng tuổi bị chết sạch. Tổn thất của người chủ ao tôm này theo các nhân chứng lên tới 2 tỷ đồng, tương đương 100.000 Mỹ Kim. Một cư dân khác còn cáo buộc các chủ ao tôm dùng thuốc tẩy ao sau mùa thu hoạch vô tình làm chết cá nuôi trong các hồ chung quanh cũng theo dân trí, trong khi dư luận xôn xao vụ cá chết trắng hồ, các cán bộ thẩm quyền của thành phố Quy Nhơn và tỉnh Bình Định vẫn im lặng hoàn toàn.